Khi nói đến du hành vũ trụ, luôn có một vấn đề, đó là di chuyển trong không gian. Nó quá lớn, ngay cả khi di chuyển với tốc độ tối đa mà vũ trụ cho phép, chúng ta sẽ mất nhiều năm để đến được ngôi sao lân cận gần nhất. Kết quả là, như Elon Musk nói, nếu chúng ta không sớm cải thiện tốc độ tiến bộ của mình, chúng ta chắc chắn sẽ chết trước khi đến được sao Hỏa. Nhưng con người rất giỏi trong việc tìm giải pháp cho những vấn đề lớn, đó là điều mà kỹ sư David Byrne của NASA đã và đang làm. David Byrne đã tạo ra một khái niệm động cơ mà về mặt lý thuyết có thể tăng tốc lên tới 99% tốc độ ánh sáng, tất cả đều không sử dụng nhiên liệu đẩy. Nếu thành công, ý tưởng phá vỡ các định luật vật lý điên rồ này có thể thay đổi hoàn toàn cách SpaceX, NASA hay bất kỳ công ty vũ trụ nào khác trên thế giới trong việc chế tạo tàu vũ trụ. Nhưng nếu không có nhiên liệu đẩy thì động cơ này sẽ hoạt động bằng cách nào? Tiến sĩ Burns đã tiết lộ ý tưởng này trong một bài báo gây sửng sốt đăng trên trang web của NASA với tiêu đề Động cơ xoắn ốc, The Helical Engine. Nó đã vấp phải sự hoài nghi của một số người, nhưng Burns tin rằng khái niệm của ông đáng để theo đuổi. Tôi cảm thấy thoải mái với việc ném nó ra khỏi đó. Nếu ai đó nói rằng nó không hoạt động, tôi sẽ là người đầu tiên nói rằng nó đáng để thử. Theo tiến sĩ Burns, mục đích thực sự của cái gọi là động cơ xoắn ốc là du hành tới các ngôi sao xa xôi nhanh hơn nhiều so với bất kỳ công nghệ hiện có nào. Ông đã viết trong bài báo rằng động cơ trong không gian này có thể được sử dụng để duy trì trạm vệ tinh lâu dài mà không cần tiếp nhiên liệu. Nó cũng có thể đẩy tàu vũ trụ vượt qua khoảng cách giữa các vì sao, tiệm cận gần tốc độ ánh sáng. Di chuyển với tốc độ như vậy, cô máy lý thuyết có thể đưa các phi hành gia lên sao Hỏa trong vòng chưa đầy 13 phút hoặc lên mặt trăng chỉ trong hơn 1 giây. Điều đó có nghĩa là ánh sáng sẽ cố gắng theo kịp bạn, làm cong tầm nhìn của bạn theo những cách kỳ lạ. Mọi thứ phía sau bạn sẽ có màu đen và thời gian dường như dừng lại hoàn toàn, với đồng hồ quay chậm lại và các hành tinh dường như ngừng quay. Thoạt nghe nhiều người phải thốt lên rằng nó nghe khá lố bịch, nhưng chúng ta không nên kết luận một cuốn sách chỉ qua trang bìa. Hãy xem tiến sĩ Byrne giải thích cụ thể về động cơ với tốc độ ánh sáng và hoàn toàn không dùng nhiên liệu này. Các tên lửa ngày nay, giống như tên lửa do NASA và SpaceX chế tạo, sẽ cần hàng tấn nhiên liệu đẩy như hydro lỏng và metan để đưa con người lên sao Hỏa và xa hơn. Vấn đề là, bạn càng đổ nhiều nhiên liệu vào tàu thì nó càng nặng. Các thùng nhiên liệu đẩy hiện đại quá cồng kềnh để có thể thực hiện các chuyến bay giữa các vì sao. Do đó, có thể nói rằng, nếu thành công, ý tưởng nghe như đến từ một nhà bác học điên của tiến sĩ Burns có thể tạo ra một cuộc cách mạng bùng nổ trong ngành tên lửa với động cơ xoắn ốc của ông ấy. Động cơ sẽ sử dụng máy gia tốc hạt công nghệ cao, tạo ra những hạt gia tốc tương tự được tìm thấy trong máy va chạm hạt năng lượng cao và lớn nhất thế giới của châu Âu, gọi tắt là máy va chạm Hadron lớn, để vượt qua sự phụ thuộc vào bất kỳ loại nhiên liệu đẩy nào. Các hạt nhỏ được đốt nóng ở tốc độ cao bằng cách sử dụng nam châm điện, sau đó quay xung quanh động cơ và được bắn trở lại. Theo tiến sĩ Burns, sử dụng lỗ hổng trong định luật vật lý này, về mặt lý thuyết, động cơ có thể đạt tốc độ khoảng 297 triệu m mỗi giây. Nói một cách đơn giản nhất, động cơ hoạt động bằng cách tận dụng cách mà khối lượng thay đổi ở tốc độ ánh sáng. Để giải thích động cơ xoắn ốc một cách dễ hiểu, David Byrne mô tả một cái hộp nằm trên bề mặt không ma sát trong môi trường chân không giống như hình bạn thấy ở đây. Nó chứa một quả cầu kim loại nhỏ bên trong, quả cầu sẽ được treo lên một sợi dây, đung đưa liên tục bởi hai lò xo được gắn đối diện nhau ở hai thành hộp. Trong môi trường chân không của vũ trụ, hiệu ứng này sẽ khiến cả chiếc hộp rung lên nhưng quả tạ vẫn sẽ đứng yên một chỗ. Cái hộp sẽ liên tục rung lên ở một điểm cố định, nhưng nếu khối lượng của quả tạ liên tục tăng lên theo một hướng, nó sẽ tạo ra một lực đẩy, đó chính là thứ lực sẽ đưa cái hộp di chuyển. Theo như phương trình nổi tiếng của Einstein, E bằng mc bình phương, khối lượng và năng lượng, về bản chất, đều có cùng chung một dạng thực thể và có thể chuyển đổi lẫn nhau. Theo hướng suy luận này, năng lượng của một vật có được do sự di chuyển của nó sẽ làm tăng khối lượng của chính nó. Nói cách khác, một vật di chuyển càng nhanh thì khối lượng của nó sẽ càng tăng và sự gia tăng này chỉ có thể được nhận ra nếu nó di chuyển với một vận tốc cực nhanh. Cụ thể hơn, nếu vật thể có khả năng di chuyển với vận tốc khoảng 10% vận tốc ánh sáng, khối lượng của nó sẽ tăng 0,5% so với bình thường. Nếu nó di chuyển với vận tốc đạt 90% vận tốc ánh sáng, khối lượng của nó sẽ tăng gấp đôi. Càng tiệm cận đến vận tốc ánh sáng, khối lượng của một vật sẽ càng tăng chóng mặt. Nếu cố gắng đạt được vận tốc ánh sáng, khối lượng của nó sẽ trở thành vô tận. Và điều đó cũng đòi hỏi một lực vô tận để tiếp tục dịch chuyển nó. Bởi lý do này, không vật thể bình thường nào có thể di chuyển bằng hoặc nhanh hơn vận tốc ánh sáng, một hiệu ứng phải được tính đến trong các máy gia tốc hạt. Trên thực tế, một triển khai đơn giản của khái niệm mà David Byrne đề xuất sẽ là thay thế quả cầu kim loại bằng ion và thay cái hộp bằng một máy gia tốc hạt.
Khi đó, chúng ta sẽ chứng kiến ion di chuyển ngày một nhanh ở nửa vòng lặp này và chậm hơn ở nửa vòng lặp kia. Và David Bohm cho rằng sẽ hợp lý hơn nếu máy gia tốc dùng trong động cơ có dạng xoắn, giống như một cái lò xo bị kéo căng ra. Đó là lý do tại sao nó được gọi là động cơ xoắn ốc. Nó sẽ tăng tốc các ion trong một vòng lặp lại với tốc độ trung bình, sau đó thay đổi vận tốc của chúng để đồng thời thay đổi khối lượng. Khi đạt đến vận tốc nhất định, động cơ sẽ di chuyển các ion chuyển động qua lại theo một hướng xác định để tạo ra lực đẩy. Các nhà khoa học của NASA nhận định rằng động cơ xoắn ốc đã loại bỏ thành phần chiếm trọng lượng lớn nhất của tàu vũ trụ là nhiên liệu. Vì vậy, động cơ này hoàn toàn có khả năng sẽ đạt được tốc độ cực đại gần với tốc độ ánh sáng. Nghe có vẻ rất tuyệt đúng không? Nhưng đó là trên lý thuyết, nghiên cứu cũng vấp phải một số khó khăn ngoài thực tế. Để hoạt động được, động cơ đó cần phải có kích thước lớn, khoảng 200m theo chiều dài, 12m đường kính theo chiều rộng và cần 165MW điện để tạo ra lực đẩy chỉ bằng 1N, tương đương với lực mà bạn sử dụng để gõ trên bàn phím máy tính. Và quan trọng nhất, động cơ sẽ chỉ có thể đạt được tốc độ tiệm cận ánh sáng đó trong môi trường không có ma sát. Tiến sĩ Burns đã nói, bản thân động cơ sẽ có thể đạt tới 90% tốc độ ánh sáng nếu bạn có đủ thời gian và năng lượng. Các đề xuất sản xuất động cơ mới sử dụng ít chất đẩy như động cơ xoắn ốc là tuyệt vời, nhưng không phải mới. Vào cuối những năm 1970, Robert Koch, một nhà phát minh người Mỹ, đã được cấp bằng sáng chế cho một động cơ được cho là chuyển đổi lực ly tâm thành chuyển động tuyến tính. Sau đó, vào đầu những năm 2000, nhà phát minh người Anh Roger Shower đã đề xuất động cơ EM mà ông tuyên bố có thể biến vi sóng bị mắc kẹt thành lực đẩy. Cả hai khái niệm đều không được chứng minh thành công và cả hai đều được cho là không thể thực hiện được do vi phạm định luật bảo toàn động lượng, một định luật vật lý cốt lõi. Martin Tiemer tại Đại học Công nghệ Dresden ở Đức, người đã thực hiện các thử nghiệm trên một mô hình động cơ EM tin rằng động cơ xoắn ốc có thể sẽ gặp vấn đề tương tự. Ông nói, tất cả các hệ thống đẩy quán tính, theo hiểu biết của tôi, không bao giờ hoạt động trong môi trường không có ma sát. Ông cho biết thêm, cỗ máy này sử dụng thuyết tương đối đặc biệt, không giống như những cỗ máy khác. Điều này làm phức tạp thêm bức tranh, nhưng không may là khi hành động sẽ luôn xảy ra phản ứng ngược lại. David Bohm đã làm việc với thiết kế của mình một cách độc lập, không có bất kỳ sự tài trợ nào từ NASA, và ông thừa nhận rằng ý tưởng của mình rất kém hiệu quả. Tuy nhiên, ông nói rằng có khả năng thu được phần lớn năng lượng mà máy gia tốc mất đi do nhiệt và bức xạ. Ông cũng đề xuất những cách mà động lượng có thể được bảo toàn, chẳng hạn như trong spin của các ion được gia tốc. Tiến sĩ Bohm đã nói, tôi biết rằng nghiên cứu của tôi có nguy cơ mắc cùng vấn đề với động cơ EM, nhưng bạn phải làm trong tâm thế sẵn sàng bị chê cười vì mắc sai lầm. Thực sự rất khó để phát minh ra thứ gì đó mới dưới ánh sáng mặt trời và thực sự hoạt động. Cho đến nay, những gì ông có là một cơ sở có thể đáp ứng được công việc phát triển một động cơ như vậy. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển của công nghệ hàng không vũ trụ, chúng ta không nên quá ngạc nhiên nếu một động cơ tốc độ ánh sáng xuất hiện trong tương lai gần. Bao nhiêu thứ tưởng chừng như điên rồ và chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng đã được nhân loại phát minh và đưa ra ứng dụng ngoài đời thực. Việc tạo ra một động cơ ánh sáng chỉ là một trong số rất nhiều thách thức mà con người phải vượt qua. Để di chuyển với tốc độ ánh sáng, cần phải có lượng năng lượng rất lớn. Hiện tại, không có công nghệ nào có thể sản xuất đủ lượng năng lượng này để sử dụng trong động cơ ánh sáng. Vật liệu để chế tạo động cơ ánh sáng cần phải đáp ứng được những yêu cầu rất cao về độ bền, độ dẻo và độ bền với ánh sáng. Hiện nay, chúng ta chưa có vật liệu nào đáp ứng được các yêu cầu này. Việc điều khiển động cơ ánh sáng để di chuyển với tốc độ ánh sáng cũng rất phức tạp. Chúng ta cần phải tìm ra cách để kiểm soát động cơ ánh sáng với độ chính xác rất cao để tránh các tai nạn và va chạm. Khi di chuyển với tốc độ ánh sáng, các vật thể sẽ gặp phải rất nhiều tác động từ môi trường xung quanh, chẳng hạn như độ lún của không gian, các tia bức xạ và vật liệu môi trường. Chúng ta cần phải tìm ra cách để giải quyết những tác động này để đảm bảo an toàn cho người điều khiển. Tóm lại, di chuyển với tốc độ ánh sáng là một thách thức rất lớn đối với con người và cần phải giải quyết nhiều vấn đề về kỹ thuật và khoa học để có thể thực hiện được điều này. Các bạn khán giả thân mến, chương trình ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi. Thiên Hà TV chúc các bạn một ngày mới tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của các bạn trong suốt thời gian qua. Hy vọng rằng qua video này, các bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức mới về sự phát triển của ngành khoa học vũ trụ trên thế giới. Các bạn thấy video hôm nay có thú vị không? Các bạn có góp ý gì cho Thiên Hà TV để có những video hay hơn nữa? Chủ đề nào mà các bạn mong muốn 30 tập chương trình thực hiện? Hãy để lại tất cả ý kiến của mình ở phần bình luận phía dưới nhé. Và ngay lúc này, đừng bỏ qua những video thú vị dành riêng cho bạn đang hiển thị trên màn hình.
Các bạn hãy ủng hộ chương trình bằng cách like, subscribe Thiên Hà TV để theo dõi thêm những điều mới và